Thôi tao đang nỉ rồi mà không cắt mà. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị lo. Đang nỉ rồi không chịu mà trừ cắt mà đâu. Lắm đấy. Không có khách thì rằng ra mình cứ tập trung làm cái khác kìa. À, cái đợt trước là chắc là do chị ấy là phải chị làm được trước không? Không, em á chị. À, Naugo đúng không? Chị tưởng mua là cho bao cái tiêu khuẩn. Này ai gọi? Mặt đỡ rồi đúng không? Điện thoại em là em dùng bay mobile hay chị chứ hả? Mạng á, dùng mạng mobile à? Dạ. Em đăng ký chính chủ chưa? Mm-hmm.
Em đi cùng ta luôn á.